Rồi, kênh Lờ Với Quý Bonsai chào quý cô chú anh chị mình nha. Hôm nay em lên một ít phơi hành phẩm của em á, thì lên giao lưu cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì cũng có một cây dù Thái này cũng 7-8 màu nha, lên giao lưu luôn. Với hai cây Sakura nha, một cặp Sakura mà em đã lên dù nữa. Đó. Thì với bốn phơi một rễ quái nha. Thì để không mất thời gian thì em lên phôi trước luôn. Rồi em đo đi em. Rồi mã số 1 luôn quý cô chú anh chị ơi. 16. Hoành cổ vị trí đó là 16 nha quý cô chú anh chị. 59. Tổng chiều dài của nó là 59 nha. Rồi em quay vòng đi em. Đấy. Phôi này dán mà nó là dán đổ treo nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Tuy nó nhỏ nhưng mà có độ mà quái rất là đẹp nha. Rồi coi phôi mã số 1 này con vô lưu lời với giá là 1.500.000 nha. Con bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi xuống mã số 1 đi em. Bưng cái đó lên luôn. Một cặp. Cây này với cây kia là một cặp luôn á nha quý cô chú anh chị. Rồi. Đo đại đi. Đo đại đi. Nó nhỏ nhưng mà có độ quái nha quý cô chú anh chị. 12. Hoành cổ vị trí đó là 12 nha quý cô chú anh chị. 52. Tổng chiều dài là 52 nha. Cũng quái lắm nha, đổ treo hết toàn diện nha. Em trồng hơi sâu nha. Đổ treo quái lắm. Thì cây mã số 2 này con vô lưu cũng với giá là 1.500.000 nha, con bao ship toàn quốc luôn. Cây phôi nha quý cô chú anh chị, phôi hoa với Mỹ nha. Rồi em lên hai cây kia luôn đi. Sau lưng em kìa. Này hả? Bưng lên luôn. Rồi này cũng là đổ treo nha quý cô chú anh chị. Đo đại đi, ở chỗ nào cũng được chứ. 14. Hoành vị trí mới đo đó là 14 nha quý cô chú anh chị. 57. Tổng chiều dài là 57 nha. Rồi quay vòng đi. Cây này rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đây, quái dữ lắm, quái luôn. Bệ. Bệ rất là quái luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi cái phôi này phôi mã số 3 thì con vô lưu là quý giá là 2.2 triệu nha quý cô chú anh chị. 2.2 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn à. 2.2 triệu thôi à. Rồi xuống mã số 3 đi em. Thấy nhẹ nhẹ em ơi. Em lấy gì mà không muốn văng cái cũ ra ngoài luôn á. Rồi lên tiếp tục mã số 4 nha quý cô chú anh chị. Mã số 4 luôn. 15. Hoành cổ chỗ vị trí đó là 15 nha quý cô chú anh chị. 70. Tổng chiều dài của nó là 70 nha. Cái phôi nó có bị cái vết sam với vết chày nha quý chú anh chị. Quay coi em. Đây. Vết chày không nhưng mà không sao hết nha. Quanh chân chỗ đầu cổ kìa. Đầu cổ nè, quay nhầm nữa. Đây. Nó có cái vết sam có nghĩa là nó bỏ nhánh nha quý cô chú anh chị. Thì cây này con vô lưu chỉ có 1.8 triệu thôi. 1.8 triệu con bao ship toàn quốc luôn à. Rồi mã số 4 nha quý cô chú anh chị. Rồi ra cây bự luôn em ơi. Mấy cây này thì mấy cây mà tông này là con đã lên clip rồi nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy cái đẹp thì lên cái clip mà ngày đó con quên rồi, có thể vào rồi xem lại giúp con nha. Thì quý cô chú anh chị con ấy thì xem lại giúp con. Rồi lên tiếp cho quý cô chú anh chị mình một cây cây Mỹ ghép Sakura nha quý cô chú anh chị. Mỹ ghép Sakura nha. Rất là đẹp luôn. Rồi đâu có bành cũ luôn đi em ơi. Cái chậu này là chậu 6 tấc nha quý cô chú anh chị. Bị ngang 6 tấc nha. 40. Nhiêu? Bành cổ nó 40 hả? Ừ. Bự dữ à. Bành cổ 40 nha quý cô chú anh chị. Cây nào cũng cu được có cột củ đế hết nha. Tại con chôn ở dưới nha. Thì cái bành cổ của nó là 40 nha. Rồi tổng chiều cao từ đứng vô đó đi em. Từ cái mặt chậu đó. Từ mặt chậu lên tới ngọn của cái khung á. Tới ngọn khung đó là 2m2. Nếu mà tính dưới đất luôn á là nó tới là 2m8 lận. Còn cái lọt lòng của cái khung ở trên đây á nó là 1m5 nha quý cô chú anh chị. Lọt lòng khung á là 1m5. Cây này rất là điều tàn nha quý cô chú anh chị. Đó. Điều tàn luôn, đã kẹp một lần nha, kẹp dây một lần rồi. Rồi, qua cây bên đây đi em. Cây sắc pháo này bông đẹp quá quý cô chú anh chị ơi. Bông quá trời bông luôn, không có làm bông luôn mà bông coi như nè. Bích chịch luôn. Rồi quay cái này đem.
Đâu hoành luôn đi em. 37. Hoành cổ vị trí đó là 37 nha quý cô chú anh chị. Cái này là em lên một cặp nha quý cô chú anh chị. Một cặp nha. Chiều cao nó cũng là 2m2. Chiều cao tới sườn trên đó làm 2m2 nha quý cô chú anh chị. Có ổ chim nữa nè. Thì tới từ dưới đất đi lên, tính từ dưới đất đi lên luôn thì nó là khoảng 2m8 nha quý cô chú anh chị. 2m8. Bông thì nói chung cái này là còn gẹp được một lần nữa nha, em đang đợi tược ra nó gẹp nha. Cái này có thể gần gẹp được rồi đó. Dần tược thì nó tứ diện luôn. Thì một cặp Sakura này thì con giao lưu là giá là 18 triệu nha. 18 triệu con ship xe nha, ship xe 200 km nha. Bao ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Một cặp nha. Bao ship 200 km à. Chỉ 18 triệu thôi à, Sakura nha quý cô chú anh chị. Bông rất là đẹp luôn. Đó. Bông mà đều tứ diện luôn nha. Đều tứ diện luôn, nhánh đều tứ diện luôn. Đó. Bên kia cũng vậy luôn. Đó. Đều dữ lắm luôn. Cái này chuẩn bị kẹp xuống nè. Tược phấn nó đâm ra nè, chuẩn bị em kẹp xuống lại lần nữa đó. Rồi, qua cây này luôn đi em, qua cây cẩm thạch tím luôn. Cây này cẩm thạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Tím siêu bông nha, bông quá trời bông luôn. Rồi đo cái hoành thân luôn đi em. Hoành thân vị trí đó là 33 nha quý cô chú anh chị. Đo xếp xuống đây luôn em. Ừ đúng rồi. Đó là 35.5 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao đế luôn em ơi. Chiều cao ở thì qua đó đó đi. Nhiêu? 67. Tổng chiều cao là 67, tổng chiều dài thốc thân luôn đi em. Thốc thân. Ừ đúng rồi. Rồi. 1m23. Tổng hết chiều dài luôn là khoảng 1m5 nha quý cô chú anh chị. Tổng chiều dài luôn là khoảng 1m5. Thì cái tổng chiều cao luôn đi em. À, tổng chiều cao từ đó xuống mặt chậu thôi. Ừ. 85. Tổng chiều cao từ đó xuống đó là 85 nha quý cô chú anh chị. Thì cái cây này con cũng ship mà kiểu mà bó bầu cũng được mà để nguyên chậu cũng được, thì con cũng bao ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Bao ship 200 km. Thì con giao lưu chỉ có 12 triệu thôi. À, củ đế rất là đẹp nha. Tính mà tính từ cái đầu gu trên cái cọng dây này ha, xuống dưới phần rễ cuối cùng mà lúc con đo là nó tới 1 mét lận á. Tại trồng hơi sâu á. Cây này có thể là dán đổ, dán bay gì cũng được hết á. Đổ 2-3 gì cũng được hết á. Đang để như thế này là hơi bay nha. Đo cái chiều ngang luôn các em. Chiều ngang đo hào hào đi. Tầm 80 đi. À, 80 nha quý cô chú chị. 80 có thể cả thước luôn á, tại nó xù ra dữ lắm, xù luôn. Đó. Thì cái này con giao lưu là ship xe nha quý cô chú anh chị, là 200 km nha, bao 200 km nha. Thì con giao lưu 12 triệu thôi. Đó. Đang để trong cái chậu 8 nha quý cô chú anh chị. Rồi lên một cây này là thái này thì bao nó 6 màu đi, bao 6 màu đi, nó có thể hơn 8 màu, 7 8 màu luôn á. Thì bao 6 màu luôn. 30. Hoành vị trí ở mới đo đó là 30 nha quý cô chú anh chị. À, tổng chiều cao từ mặt chậu này nè, trải dài lên tới ngọn của cái sắt kia ha, nó là 3m nha. Còn tính luôn chậu dưới đất luôn là tầm 3m7, 3m6, 3m7 nha. Thì cái tán ngang của nó là tới 2m4 nha quý cô chú anh chị. Cái tán ngang là 2m4 nha. Cây này là bao 6-7 màu nha. Có thể hơn nữa nha. Bao 6-7 màu. Thì con đã kẹp được cái dàn nhánh một đợt rồi, đang đợi kẹp thêm lần thứ hai nữa. Cái chậu bề ngang là như 80 á quý cô chú anh chị, chậu 80 nha, lọt lòng 80 hay gì chẳng gì cũng quên rồi, không có đo nữa. Đo cái chậu luôn em, đo đây qua đây không chịu đo, đo xa nhiều. À đúng rồi. Ừ. Nhiều hết luôn là nhiều. 86 không? Hết luôn phải không? Hết luôn chẳng diện chậu là 86 nha quý cô chú anh chị. Đây để quay sơ lược vòng cho quý cô chú anh chị mình xem cái cây. Rất là đẹp luôn nha. Thì cái cây này con cũng giao lưu với giá là 18 triệu nha. 18 triệu con bao 200 km nha. Bao xe 200 km nè. Cây này chỉ có đi cẩu thôi nha quý cô chú anh chị. Bao xe 200 km nha. Thì cây này con giao lưu 18 triệu nha. Quá đẹp như quý cô chú anh chị.
quay luôn. Thôi đi, mấy cây này để lại đi. Cây gâm hạt tím này rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Nè, bông nó đi theo cái đường gì. Bông đi theo nè. Nhánh luôn á. Đó, quá trời đẹp luôn. Không có làm bông nha quý cô chú anh chị. Bông này là bông tự nhiên nha. Bông tự nhiên hết. Con đây con không có làm bông, tự bông tự nhiên hết luôn. Bông tứ diện luôn nha, đều hết trơn luôn. Quý, giờ nhánh này nè. Tím ghiệm luôn. Nó đều hết trơn cái nhánh. Đúng là rồi. Bông luôn á. Thì cây này con dâu luôn 12 triệu nha. Cây này là cẩm thạch tím. Rồi. Rồi con cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị xem la kênh có thấy hay thì cho con xin một lượt đăng ký và một lượt like nha quý cô chú anh chị. Dạ. Yeah.